Ngọt dùng đúng từ là phục dựng lại chứ không dùng từ dọn mới lại nha anh chị. Phục dựng lại tức nghĩa là đồ zin theo xe, giữ lại tất cả, chỉ có sơn lại dàn ngoài và làm lại cúc máy thôi nha. Trên cái xe này là đồ zin theo xe tầm khoảng 95% nha anh chị. Và đặc biệt hơn hết nữa, cái xe này ngày hôm nay Ngọc bán cho anh chị là hải quan chính ngạch, chính chủ sang tên toàn quốc nha. Biển số thành phố 5 số ha. Những cái xe mắc tiền này Ngọc xin phép là không quay biển số nha anh chị. Cái giá trị cốt lõi của một cái xe Vespa cổ nó riêng, cái dòng xe hay thì nói chung là nó nằm ở phần linh hồn. Linh hồn tức nghĩa là phần pháp lý giấy tờ, số khung số máy là phải zin nguyên bản tuyệt đối, xe chính chủ thì nó mới mang giá trị sưu tầm cao nha anh chị. Rồi cái xe này á, trước đó là cốt nền của cái xe zin dọn lên, cho nên đồ zin theo xe giữ lại rất là nhiều ha. Tất cả đồ zin theo xe là còn như là nguyên bản hết luôn nha anh chị nha. Đó, từ cây bô cho tới cái những cái cọng cao su cho tới con ốc luôn ha. Bây giờ Ngọt sẽ vô chi tiết từng phần ha. Anh chị nhớ đón chờ hết cái clip ha. Cuối cái clip mình sẽ báo cái giá tốt cho anh chị ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vô chi tiết từng phần. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô chi tiết từng phần nha. Xe này là được phục dựng lại theo bản sao của xe thùng nha anh chị. Không khác gì một cái xe mới xuất xưởng ra hết. Nước sơn là không có một vết chày luôn. Đó, sơn này là sơn của Pháy nha anh chị nha. Nước sơn cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, anh chị thấy bây giờ ra nắng mà nó bóng, nó căng, nó mịn không? Như da mấy em gái 18 vậy đó. Rồi ok ha, bây giờ Ngọt sẽ vô chi tiết từng phần ha. Đầu tiên là cái cụm đồng hồ nè anh chị. Đồng hồ này là đồng hồ zin theo xe luôn nha. Đó, mặt kính zin luôn nha. Đúng cái đồ của Ý, đúng tới thời điểm này nó rất là bền ha. Nó không có bị răng luôn ha anh chị ha. Đó, quay xuống từ từ đây cho anh chị coi nè. Đó, cái cặp bao tay này mới là ăn tiền nè anh chị. Đó, ăn tiền cái cặp bao tay nè, rất là đẹp ha. Tính tới thời điểm này cái đồ này là đồ cao su ha, mà còn giữ gìn được như vậy chứng tỏ là một cái xe trước đó người ta rất là ít đi. Cho nên cái cốt nền xe rất là đẹp. Rồi ha. Đó, cầm công tắc zin nè. Từng con ốc trên xe này đều là zin theo xe hết nha anh chị nha. Chỉ có xi lại thôi ha. Đó, những con ốc dấu trừ này nè, đều là zin hết nha. Rồi, này là Curon nè anh chị. Đó, Curon zin ha. Đó, tay thắng zin luôn nè. Đó, anh chị thấy không, cái nước nhôm của cái tay thắng lâu ngày á, nó lên cái nước bong nhôm rất là đẹp ha. Đó, rồi ha, một quay từ từ xuống dưới đây cho anh chị coi luôn nè. Đó, anh chị nhìn cái nước sơn ha, căng bóng mịn không tì vết luôn ha. Đó, mấy cái chữ này là tán cái đầu ly vơi tán chết vô luôn nha. Còn cái chữ lô là nó bắt bằng ốc nha anh chị nha. Đó, cái cụ Ngọt là zin là tán luôn. Rồi, cái logo là logo zin luôn nè anh chị. Đó, quay từ từ lia cái máy từ từ cho anh chị coi nè. Những cái con vít càng này là zin hết nha anh chị nha. Đó, thậm chí nè anh chị, từng cái ron, mặt cái ron càng nè. Đó, cái ron này, những cái ron cao su này trên cái xe này là được giữ lại hết nha anh chị nha. Đó, những cái chi tiết này là không hề dễ dàng mà giữ lại được trên một chiếc xe nha. Rồi, quay qua tiếp theo phần bên đây nè. Anh chị nhìn nè, cái bọ dè nè, zin nè, lâu ngày nó lên cái nước mà móc nó bong lên là rất là đẹp ha. Đó, cái dè nè anh chị, dè zin luôn ha, nó rất là mỏng nha. Đó, Ngọt dùng cái tay mà Ngọt nhấn vô là anh chị thấy được cái độ mỏng của nó không? Tại vì cái đồng á, cái vàng đồng của nó là phải chuẩn, nước sơn nó phải mỏng. Đó, thì nó mới làm được điều đó nha anh chị nha. Đó, chứ mà nếu mà mấy cái dè lô á, nó chắc nó tích nhiều lắm, nó không có mỏng được vậy đâu anh chị. Rồi, mấy con ốc này là zin hết nha. Đây nè, anh chị nhìn nè, cái chập phục nè, kể cả cái chập phục luôn, zin theo xe luôn ha. Đó, cái nước nhôm của nó lên bông nè. Rồi, đó, dọn mới là mới từng chi tiết luôn đó anh chị. Đó, vỏ cũng được thay mới luôn ha. Rồi, ok, bây giờ Ngọt sẽ quay qua tới phần tiếp theo bên đây ha. Đây nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, cái ổ này ổ zin ha, ổ zin, ổ khóa zin ha, vẫn là còn khóa được luôn ha. Còn cái chìa thì chìa đánh lại rồi anh chị. Đó, đây nè, khóa cổ rồi đó. Rồi, ok ha. Đó, anh chị đi đâu mà để xe ở ngoài đó, à, mình khóa cổ lại cho an toàn ha. Rồi, ok ha. Cái chụp mâm này là chụp mâm của Ý hàng mới nè anh chị. Đó, đúng ra nhà sản xuất người ta không có sản xuất ra cái chụp mâm này ha. Cái chụp mâm là cái phụ kiện mà mình gắn kèm vô ha, mình gắn thêm vô nha. Rồi, ok, anh chị nhìn nè, gầm sàn nè, quá mới luôn anh em ơi.
nó Ngọc dùng đúng từ là không khác gì một cái xe mà bản sao của xe thùng á anh chị. Anh chị thấy không, nó mới tinh từ trong ra tới ngoài ha. Người ta dọn là dọn kỹ từng chi tiết luôn nè, những cái chi tiết này là zin người ta đánh bóng lại nè anh chị. Đó, zin đánh bóng lại nè. Anh chị thấy từng cái vít không, vít vít nè. Đó. Vít mà bắt vô cái nẹp là zin hết luôn nha. Rồi, cái giá trị trên cái xe này nữa, nó cái điều đặc biệt nữa là cái cọng cao su nè anh chị. Cái cọng ron cớp, cái này gọi là ron cớp ha. Ron cớp tới thời điểm này mà còn giữ gìn được vậy là không phải là chuyện dễ nha. Đó. Cái này nó lên răng hết rồi nha anh chị, nhưng mà nó là zin theo xe nha. Rồi ok ha. Cái đèn này nó bằng Atimon nha anh chị nha. Đó, cái nước xi zin của nó nè. Nước xi là còn zin luôn ha anh chị ha. Đó, cái ron nè, còn luôn nè. Đó. Chủ xe là người ta giữ lại tất cả những gì nguyên bản hết nhất có thể nha anh chị. Đó. Cả cả mấy cái chụp bằng bằng màu đỏ này nè là zin hết luôn nha. Rồi. Đó anh chị nhìn nè, cái ba ga này, ba ga zin ở đây đây này, nó có những cái bấm điện nè. Đó, zin nè, có bấm điện nè. Đó. Ở đây nè, cái yên này yên zin luôn nha anh chị. Đó. Rồi ha. Thậm chí nè, những cái nắp xăng nè, cái núm dẫn xăng này là zin hết luôn nha anh chị nha. Đó. Cái độ hao mòn của nó là anh chị nhìn nè, cái độ hao mòn của nó không có luôn á. Đó. Chứng tỏ là trước đó là một cái xe rất ít đi dọn lại nè. Rồi, ok thì bây giờ Ngọc sẽ mở cái cặp cốp ra ha. Mở cái cốp bên đây ra, Ngọc quay ở trong cục máy cho anh chị coi luôn nha. Rồi bây giờ Ngọc đã mở ở trong ra rồi nha. Tại sao cái nước sơn A phấy người ta sơn nó mắc tiền hơn những cái chỗ khác là tại vì người ta sơn từ trong ra tới ngoài luôn nè. Anh chị thấy không? Ở trong mặt cái cốp người ta cũng sơn như cái mặt ở ngoài luôn. Đó, nó rất là mắc tiền, là mắc tiền ở đẳng cấp là chỗ đó đó anh chị. Đây nè, cái cốp của Ngọc là cốp zin theo xe luôn nè. Anh chị thấy không? Đó, từng cái bấm điện là còn giữ lại nguyên hết nha. Đó, anh chị nhìn nè, nhìn theo ngón tay của Ngọc nè. Mấy cái dấu bấm điện nè. Đó. Thấy không? Đó, bấm điện là lên tới đây luôn nè. Đó. Cốp rất mỏng nha. Đó. Rồi, quay qua xuống đây cục máy nè. Đó anh chị nhìn nè. Dọn là dọn từ trong ra tới ngoài, trong hốc trong kẹt luôn là mới tinh hết luôn ha. Đó, mấy cái ống này dây này là được thay mới luôn ha. Chơi một cái xe Vespa dọn là giờ phải dọn cho tới nha anh chị, không may là nó hành cho ra bã luôn á. Anh chị nên mua những cái xe nào mà người ta đầu tư tâm huyết ngay từ đầu như vậy nè. Đó. Mình mua về là mình chỉ đi thôi, mình khỏi cần phải tốn tiền sửa chữa hay làm bất cứ một cái thứ gì hết ha. Cái bộ này là bộ chế hòa khí nè anh chị, bình xăng con đó anh chị. Đó. Ở đây nè có dòng chữ luôn nè. Đó, từng cái đầu zin của nó là có khắc mã số hết nha. Rồi, Ngọc quay qua tới tiếp theo phần bên đây ha. Anh chị nhìn nè. Đó. Ở đây cũng có khắc mã số luôn ha. Đây nè, số máy nè anh chị. Đó, số máy ha. Cái khung số máy là zin nguyên bản. Rồi. Ok ha. Bây giờ Ngọc quay qua tới phần cái cục máy, cái lốc máy cho anh chị coi nè. Đó, cái cục máy nè. Rất là đẹp ha, cái nhôm máy nè. Người ta dọn người ta rửa lại đó anh chị. Đó, chịu khó rửa lại, rất là đẹp ha. Đây nè. Hai lốc hai dách lốc số là trùng trùng mã luôn ha. Đó. Rồi. Bây giờ Ngọc sẽ gắn cái cốp vô xong cái Ngọc quay qua tới phần bên kia cho anh chị coi tiếp theo ha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ quay qua tới phần tiếp theo bên đây cho anh chị coi nha. Nước sơn là căng bóng mịn luôn ha anh chị ha. Đẹp không tì vết luôn. Rồi. Cái giá trị nhất của cái xe là cái bô nè anh chị. Cái bô zin còn luôn ha. Đó, nó có khắc dòng mã số chữ ở đây nè. Đó. Mới là mới từ trong ra tới ngoài luôn ha. Đó, cái phần số khung nè anh chị. Đó. Số khung số máy là zin nguyên bản nha. Hải quan chính ngạch chính chủ sang tên toàn quốc nha anh chị. Rồi. Ngọc quay qua tới cái phần ăn tiền nữa, cái gầm sàn nè anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, Ngọc chui xuống dưới đây, Ngọc quay cho anh chị coi luôn nè. Đó, cho anh chị thấy được là một cái xe người ta dọn xong á, người ta không có đi á. Đó, ở dưới đây nè, mới tinh luôn nha, cái nước sơn nè, mới tinh luôn ha anh chị ha. Đó, không khác gì một cái xe mới xuất xưởng ra hết nha. Rồi, ok ha. Rồi, cái phần ở đây là cái cốp nha anh chị nha, cái cốp này để được nhiều đồ lắm, để Ngọc mở ra cho anh chị coi luôn nè. À. Đây nè anh chị. Đó. Là vẫn xài ổ khóa chìa khóa được bình thường hết nha anh chị nha. Đó, khóa cổ khóa cốp là xài bình thường được hết ha. Ở đây có nó có cái lẫy nè. Đó, mình gạt ra. Đó, ở trong là mới tinh luôn ha. Đó. Mới tinh là mới từ trong ra tới ngoài luôn nha anh chị nha. Rồi. Ở đây nè, đó, mình gạt cái chìa khóa qua mình đóng lại. Rồi xong. Đó. Là xong ha. Rồi.
Bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt nổ máy ha. Ngọt cho anh chị nghe cái tiếng bô, tiếng máy của nó là cực kỳ phê luôn nè. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt nổ máy ha. Cái xe này là đang trong tình trạng còn rô đai luôn nha anh chị. Chủ xe người ta dọn xong người ta cũng không dám đi luôn ha. Anh chị mua về anh chị chịu khó rô đai ha, tầm khoảng 5-6 bình xăng. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho anh chị nghe tiếng máy, tiếng bô nè. Nè anh chị, anh chị để ý ha, Ngọt nổ máy, Ngọt không cần lên ga luôn ha. Cái xe này á là cái máy cực kỳ chuẩn luôn đó. Bây giờ là cái tay Ngọt để đây nè đó, xong Ngọt đạp ha, đạp nửa cây giò đạp ha, không cần lên ga nha anh chị nha, nửa cây giò đạp thôi là nó đã nổ máy rồi đó. Máy móc là cực kỳ nhạy nổ luôn, đèn đốt này nọ là đây lên đầy đủ hết ha. Rồi em cho anh chị nghe tiếng bô nè, nghe cây bô zin rất là đã, cái tiếng bô zin nổ đã lắm anh chị, mà cái dàn hơi nó căng lắm. Đó anh chị nghe không, cái tiếng bô mà nó rời ra từng tiếng luôn anh chị. Đó, cục máy là phải chuẩn lắm, găng ti nó mới rời ra từng tiếng được vậy ha. Đó, rồi bây giờ em sẽ cho anh chị nghe cái tiếng bô mà khi mà lên cái ga cuối nó ré lên nè, nó qué 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 lên nó rất là đã ha, đã tai lắm. Rồi cái này nút càng nè anh chị. Rồi bây giờ em sẽ tắt máy ha, tắt máy xong mình báo giá nha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt báo giá ha. Thì em nhắc lại ha, cái xe mình đang bán ngày hôm nay cho anh chị là Vespa Estrada hải quan chính ngạch, chính chủ sang tên toàn quốc. Xe này ngày hôm nay Ngọt bán với giá là cực kỳ hợp lý luôn nha anh chị. Ngọt dùng từ là giá hợp lý chứ không phải là giá rẻ nha anh chị. Ngày hôm nay Ngọt bán xe này với giá là 130 triệu nha. Thật sự nếu mà anh chị cầm 130 triệu anh chị vừa mua cái xác xe mà anh chị vừa dọn thì không bao giờ mà có giá này được nha anh chị nha. Riêng cái tiền dọn xe này không đã 70 mấy triệu rồi, chưa tính xác xe. Ngày hôm nay mà anh chị kiếm một cái xác xe zin đẹp để mà anh chị dọn lên thành phẩm như vậy rất là khó nha anh chị nha. Xe Ngọt là xe chính chủ nữa nha. Rồi thì anh chị nào yêu mến á, thì liên hệ cho em số điện thoại là 0393399939 ha. Anh chị nên nhớ một câu nè, tiền nào của đó, đồng tiền sẽ đi đôi với chất lượng của cái xe mình bán ha. Đó, anh chị mua những cái dòng Vespa cổ này nè, anh chị nên mua những cái xe mà trước đó chủ xe dọn là tới nóc rồi, là dọn từ trong ra tới ngoài luôn rồi, dọn tới nái luôn rồi, thì mình mua về á, là mình chỉ có việc sử dụng mình đi thôi. Tại vì á, mình mua được cái dòng này á, là thứ nhất là mình phục vụ cái đam mê của mình, chứ không phải là mình mua về để mình sửa, mình phục vụ lại ngược cho nó nha anh chị nha. Rồi anh chị nào yêu mến thì liên hệ số điện thoại của em ha. Cái xe này á, Ngọt bán cái giá 130 triệu sẽ bao gồm cái chi phí rút hồ sơ, Ngọt bao rút hồ sơ cho anh chị luôn. Và cái điều đặc biệt thứ hai nữa là Ngọt bao ship bán tải đến tận nhà cho anh chị trong vòng bán kính là 200 km ha. Anh chị nào mà ở xa hơn một chút xíu nữa thì phụ Ngọt cái tiền mà vận chuyển một chút xíu ha anh chị ha. Rồi ok ha, em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh chị có coi được cái kênh của em á thì cho em xin một cái nút đăng ký kênh ha. Sau này có về những cái dòng xe khác nữa mình cập nhật lên mình mua nha anh chị. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye bye anh chị nha.